Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là CQ. Và ngày hôm nay mình cùng nhau chơi Minecraft cùng với Mama của mình. Nói gì đi, con ngại quá. Cứ cho cái đó là lời chào thân thiện đi. Được rồi, và ngày hôm nay sẽ cùng nhau chơi Minecraft. Game này lâu mình cũng không chơi rồi, nên là nó sẽ có những cái cập nhật mới. Điều đó có nghĩa là mình là Noob, đang dạy một chị Noob khác chơi Minecraft. Bây giờ thì mẹ sẽ đeo tai nghe vô, cho nó giống real gamer không? Hay là vậy chứ. Thôi được thôi, mình sao lo ngoài mà đeo tai nghe làm gì. Bây giờ thì mình sẽ để tay vô cái bàn phím. Mẹ sẽ để tay vô nút W. Mình là để như này, hiểu không? Đó, nó này vô chữ A. À! Để thôi chứ chưa có nhấn, hiểu không? Rồi rồi, để mình làm lại. Rồi, ngón này để vô đây. Đó, ba, hiểu không? Ngón ba này đó, giống như này. Rồi rồi rồi. Đó, đó. Bây giờ ví dụ như mẹ muốn đi lên phía trước đúng không? Thì mẹ sẽ bấm nút W. Bấm thử thôi. Đó. À, không phải. Té. Ơi, xin lỗi, xin lỗi. Tiếp theo là bây giờ mẹ muốn đi qua bên trái thì mẹ bấm nút A. Đó, vậy đó, đơn giản đúng không? Rồi, qua phải bấm nút D. Lên, qua phải. Rồi mẹ muốn đi ngược lại ra sau thì bấm nút S. Đúng qua rồi. Qua phải, qua trái. Lộn rồi, qua phải, qua trái mới đúng. Xuống. Qua. Lại. Rồi. Xong, bây giờ thì tới cái phần cầm chuột. Sao mày cầm chuột trên không vậy? Rồi, để đây. Ở đây, đúng chưa đây? Đúng rồi, cầm con chuột vậy đúng không? Đó, dễ đúng không? Vì kết hợp cả hai. Đó, mày thấy có cái cây không? Thấy. Nhiệm vụ đầu tiên chúng ta khi chơi game này là phải chặt cái cây. Mình là pro gamer mà, mẹ mình cũng vậy. Mày nhớ hồi trước con mẹ chơi game này không? Nhớ. Xạo. Hồi trước mẹ cho mày chơi game đâu? Mày cấm hoài luôn. Mày rượt chạy hoài. Cái niềm buồn thôi chị nó bỏ qua đi. Mà tới cây bây giờ cái này cho tới cái cây. Quay cái cây mới đi. Giống tầm nhìn của mình nhé. Rồi, đi nè. Quay, rồi, đúng rồi, rồi. Đi, đi, đi. Đi lên. Rồi. Thấy chưa? Đi lên rồi đó. Không phải. Đi lên á, mình đi á. Đó. Rồi, đi lên rồi. Đó đó, lên bờ đó. Quay trái. Bấm nút quay. À, nó qua phải mà. Nó. Rồi. Đó. Quay chuột lại. Đó, mình đã đập cái cây á. Giữ tiếp. Rồi là mình vừa chặt gỗ. Được rồi. Ủa mà gỗ mất tiêu rồi. Đây nè. Đây, nó bay xuống đây rồi. Đi lầm. Bây giờ mẹ qua bên trái đi. Đi lên. À. Ồ, đẹp quá. Có phải cá rô không hay cá chép? Ba con cá luôn. Làm gì vậy? Không, có một con cá mẹ, cá cha và cá con. Chết đuối. À, bắt con chết. Ồ, con bạch tuộc. Bạch tuộc hay mực? Cái đây là nước ngọt và nước ta sao là cái này giống như bạch tuộc nè. Nó có bạch tuộc mà. Ừ, bạch tuộc. Hãy chơi game như người bình thường. Lấy cái này lúc này, giờ giữ im mới chặt cái cây. Lâu quá. Rồi, nó rớt kìa. Ủa, rồi làm sao nữa, ngu lắm tiêu rồi. Nani? Lâu quá không chơi. Giữ em rồi kéo lên đây. Kéo lên cái ô trên đó. Đây phải không? Không, cái ô bên cạnh. Mấy cái ô, bốn cái ô á. Đây, ở vô rồi cái con chuột nó vẫn... Nhấn vô. Đó. Không, nhấn chuột phải vô cái cục đó. Rồi. Không, cái cục đây này. Đó, nhấn chuột phải vô, đúng rồi. Rồi. Nhấn chuột phải, nhấn vô. Chuột trái nha. Chuột phải chứ chuột phải. Không phải, cái dưới á. Có cái số 2 này. Rồi, thả nó đi. Rồi, nhấn chuột phải vô. Đưa lên. Yeah. Bỏ vô luôn, nhấn cái là bỏ đúng rồi, luôn. Đúng rồi. Rồi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ có cái bàn để làm việc, hiểu không? Mình sẽ chế độ trên mấy cái này, giống là đao kiếm gì đó. Chạy chuột phải vô. Nó, no, nó chuột trái. Tại vì cái game này rất là đơn giản, chứ mẹ mà chơi mấy game mà có ma hù thôi. Chắc đầu tiên còn không chịu trách nhiệm đâu. Chắc hoài sao nó không chịu vô. Mẹ phải giữ im. Nhưng mà quan trọng là mình nhìn lên trời đi. Cái trời nó hoàng hôn sắp tối rồi đó. Mà tối thì sẽ có ma. Ghê quá vậy. Bây giờ đói bụng rồi, bây giờ kiếm nó ăn đi. Không thấy con cá nữa hết trơn. Ăn rong biển cũng được. Mình không phải người ăn chay đâu. Ăn chay mà. Ồ vậy hả? Mẹ thích ăn chay lắm. À đừng có đập nó. Nó. Ok. Kéo chuột qua đây. Không á. Nó. Quýt cho nó. Come here. Đừng. You lay đồ cá. Can't square right now. Đập nó. Nhưng mà cái này nó ở sông cái hồi thôi. Nó gì đó không hợp lý. Cái hồi nó ở sông à. Nhưng mà nó về nguồn nó đẻ. Đó là mẹ đang ăn cái hồi. Cũng ngon ấy. Mua xe nhà tiếp mình chưa xong mà. À, nó cũng tao đâu quấn mình kìa. À, quay một. No. Cái dao rồi, cái dao con đâu rồi. Thôi đừng có xài dao, mẹ có giỏ mà. Đánh nó chết nó luôn, đập nó nè. Chết. Mình chết rồi đó. Ủa, sao vậy? Tưởng mẹ có giỏ. Sao mày lừa không? Mày thấy con xanh xanh như thế không? Ủa, sao biến mất rồi? Cái này có ma hay sao á? Mẹ muốn giết nó không? Giết luôn. Mà tội nghiệp nó thôi, cho nó sống đi. Ô, bắt thỏ. Ôi dạ, bắt thỏ. Yeah. Giết.
Đây đây thỏ nè. Đây đây đây. À, quay người lại, mày quay người lại. À, cái gì vậy? À. Rồi sắp chết rồi, sắp chết rồi. Ai chết? Mình chết cho ai? Nó nổ kìa. Oh shit. Không ai, mình làm nhà đất đi. Nhà đất hả? Nhà đất. Ok, mày như là một đứa nước chính hiệu luôn. Cái đó phải lời khen đâu. Ồ, hay quá ha. Rồi trời sáng rồi đó là mấy quỷ kia sẽ chết. Là như ma cá rồng á. Chỉ cái điều nó không đẹp trai trong phim. Cái gì đây, mày thấy lạ nè, cái gì nè, ở trên không nè. Đó cái gì? Đó đó. Đó là mây, còn đây là mặt trời nè. Đó mặt trời. Đó. Ờ, mày thấy quỷ kia à? Ờ đi nè, nó đứng nè. Mày thấy quỷ màu đen không? Giết quỷ nha. Nó là trộm đồ của mình á. Mày giết nó nha. Nó trộm đồ của mình. Chơi luôn. Chơi luôn, giết luôn. À! Đập nó, chục trái. Đập nó. À! Đập nó. A few moments later. Không bỏ cuộc, xây cái nhà cái đã. Mình là người có giỏ đúng không? Chắc hàng ngày mày chơi hoài quá, chắc con mất vô chơi con á. No. Mày no. Dành suốt rồi. No. Vô ghiền rồi. Trời ơi hay quá. Chỉ là đập đất thôi mà. Ừ hay con quá. Con làm được vậy. Rồi hết đất rồi đó, đi kiếm đất tiếp. Hết rồi hả? Rồi mày đập cái anh trên đó đó. Quay xuống, quay xuống. Mày quay trái đi. Cái đó bên phải mà. Mày thôi chẳng được. Anh trái rồi. Nhà mình đâu rồi? Đây cái đây nhà đấy mình xây dở nè. Chuột phải phải không? Xây tiếp đi. À xây xây. Con không có quyền phát xét cái ngôi nhà của mẹ. Mẹ có thể xây nhà bất cứ như thế nào mẹ muốn. Xong rồi đó. Oh, wow. Mẹ có thấy thế nào về ngôi nhà của mẹ? Đây là giống như rìu vàng lý Trường Thành nha. Một đường gì dọc dài vậy. Rất là giống rìu vàng lý Trường Thành nè. Các bạn cho anh chàng phát tay. Cho công trình thiên tài này có thể được lưu vào sử sách vào Guinness năm 2020. Đáng tự hào cho người Việt Nam. Công trình này không thể chơi vào đâu được. Mẹ có thiếu gì không? Cái cửa. Đâu cái cửa, xây chỗ nào đó. Bây giờ mẹ đập gỗ để làm cái cửa. Đập gỗ đây. Đúng rồi, gỗ đó. Nhấn là nút phải à? Trái. Không phải, quay ra sau, không phải. Đây phải không? Quay người ra sau, đó đúng rồi đó, vậy đó, như vậy. Rồi, yes. Quá. Mày giỏi chưa, mày rất là hay ha. Cái cửa thì mình làm cái hai cái chút nhầy đồ quay vậy nè. Đúng rồi, cửa. Ồ, đó. Cái cửa kìa. Ờ, cái cửa được ba cái cửa, lấy xuống. Lấy xuống. Đúng. Lấy bằng tay tại phải để đại. Ờ, con không biết nữa, con để đại. Ok. Mở đây hả? Dạ đúng rồi. Ôi, mình có cái cửa nè, bây giờ mày tới mày đặt cái cửa đi. Ngay chỗ này đi. Rồi đặt đi. Ha, rồi. Cửa. Sao bao nhiêu chỗ có thể đặt cái cửa? Cái này, cái này và mẹ đặt quyết định đặt ngay cái này. Không, mày định đặt cái đây nè. Đó. Nhưng mà con đi. Cái cửa nó không dính với ngôi nhà nữa. Lấy lên. Mày con mày tụt nó đi chết đuối kìa, mày cứu nó. Cứu nó rồi, đưa ra lên. Đặt cái cửa nó rồi. Thế gian này là nhà của ta, hiểu không? Nơi đâu cũng là nhà, nên đặt cửa như nào cũng không có vấn đề gì cả. Rất là thâm thúy. Thôi xây nhà chán quá, bây giờ mình đi giết heo đi. Có hoa hồng nè. Ồ đẹp quá. Đập nó không? Không, hoa hồng để vô cho đẹp. Một tâm hồn cao quý. Cả một bầu trời nhân cấp. Có con bò kìa. Con kệ nó, cho nó chơi đi. Nhưng mà mình ăn cái gì? Mình ăn chay hả? Nhưng mà trong này không có đồ ăn chay. Con thỏ. Con bắt con thỏ. Bắt thỏ. Á, đập nó, đập nó. Không, tội nghiệp đó. Được. Hồi nãy mèo đòi giết nó mà. Không, mình nói chơi vui chơi thôi chứ không có thể. Nó đang đùa với hoa đó. Thỏ nó dễ thương nhưng mà bây giờ mẹ cho lên nồi còn dễ thương hơn nữa. Không thể được. Bây giờ mình tìm con bò mà nó có sữa, vắt sữa nó mình uống. Con bò nó có giái không à? Nó không có vú. Con tìm con bò nó có sữa, mà vắt sữa bò. Con không biết có không tại con không mình nhớ. Tìm bò đi, thấy nào con bò có nè, sữa. Đó là bò đó. Ừ, con bò này nó không có sữa. Bò, mấy con bò này có một giới tính nè, không biết nó là con cái không được nữa. Ôi giời. Mình sẽ làm phép tại ơn nó rồi mình sẽ ăn thịt không, nó. Không được. Mày không thích đâu. À, ăn cái gì? Hái cái mấy cái hoa này ăn cũng được nè, mà tội nghiệp nó quá. Thôi bây giờ mình tìm rau đi. À, cái gì đây? Không thấy gì hoa. Cái gì đây? Cái này cái hố. Thôi. Hố nước. Ôi trời. Coi có cá không? A few moments later. Đó, cúp đó. Cái này nó không giống cái cúp. Cũng được, cái búa mình rìu mình cầm này cũng được nè. Ờ cái này là cái cuốc mà. Cái cuốc hả? Cũng cái cuốc cũng được. Cũng cái cuốc là chỉ đập đất thôi chứ đâu đập đá. Muốn đập đá là phải vô bao oxy. Ô mày thấy cái gì kìa? Ôi, con quỷ á. À, đập nó, mày chục trai, đập nó. Đập nó. Đó rồi. Đập đây. Mày thấy rồi, đây. Bắn mình kìa, nó có cung. No. Hell no. Nó rồi. Ở đây. Đó con bò. Con bò. Nó trốn rồi. Mình mới là người trốn. Núp. Kỳ vậy, hồi nãy mẹ thương con bò, mẹ không thương mày tuột. Mình đâu đập nó đâu. Mẹ đúng là người phân biệt. Không, mẹ không có đập nó mà cứ con kia đập, mẹ nói đập thì mẹ không đập nó. Đây là quyết định sống còn, mày giết nó hoặc là mẹ chết. Bắt một con thôi. Hãy làm đi. Đập đó. Kill đi. Đập đó đi.
Con còn ở dưới đít này kìa. Đây đây. Đó. Tự nhiên dưới đít gì? Đây, đây, đây. Nhiều cá quá. Chung mánh rồi. Quá trời cá luôn. Wow. Có đây cái gì đây? Đây con nhờ này thân thiện lắm. À thân thiện à. Cái này như cái con gì á. Đập nó đúng rồi. Giống vậy á. Đập nó. Mình chết hay nó chết? Mày nghĩ mình chết hay nó chết? Nó chết. Vâng, và đó chính là video hướng dẫn mình chơi Minecraft, mặc dù kết quả không được tốt lành cho lắm, nhưng mà cứ cho là vậy đi, cứ cho là nó đang một cái gamer chân chính đi. Tại vì ai cũng thấy là gamer cả, không biết tuổi tác hay là người già cái gì đó. Và đây chính là mẹ mình, còn hay được gọi là chị Hà Vlog. Ô, xin chào. Vâng và phải là ba chứ. Vâng và nếu như các bạn thích video này, quên là mình một like, một share, một subscribe và comment ở dưới. Yeah, và có thể subscribe cho chị Hà Vlog. Đùa rồi, không có đâu. Bye. Mình làm mày chào với con. Bye. 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 Ok. Ok.